Chào các bạn, mình là công nhân. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là chiếc máy san gạt vữa, san gạt bê tông. Có cái mã của nó là XDX2-D, sản xuất tại China đấy. Nó đi. Đây, mình công tác này. Mình công tác kéo nổ đấy. Kéo đó. Các bạn lưu ý nhá, cái này là cái mà để ví dụ dây loa nó trùng ấy thì mình sẽ tăng dây loa này. Đấy, còn đây là số này. Số này giữ tay lên.